Chào bạn, rất vui được hướng dẫn bạn lắp đặt TV KDL40W660E. Đây là TV mới nhất tại thời điểm hiện tại nhé. Ngày sản xuất của nó là rơi vào đây, hướng dẫn các bạn xem ngày sản xuất luôn này. Đây, ngày sản xuất tháng 2 năm 2017. Đây là model mới nhất của dòng 660 này. Ok, đây là email này. Tí nữa chỉ cần nhìn đây, email ở trên nhé. Đây, email ở trên đây. Tí chỉ cần nhìn email trùng với thân máy là được. Vỏ email của vỏ với thân máy trùng nhau là được. Đây, đuôi đây này, 6237 này, 550 đấy. Thì là cùng là đúng nguyên email. Một dây nguồn, cắm luôn. Một chân đế. Một thứ đó. Tí nữa mình sẽ bắt 4 con ốc vào đây. Đây, ốc bắt như này, xuyên từ dưới lên như này. Đây. Ok. Một điều khiển. Sách hướng dẫn này, pin. Mình hút chân vào. Giá tặng ốc mà đúng con ốc đây. Một. Bạn chặt luôn. Được không? Được ạ. Hướng dẫn bạn cách lắp pin luôn nhé. Đây là điều khiển này, đây mặt sau đây, pin đây, mình sẽ gạt từ bên phần trên này này, gạt xuống dưới như này, gạt vào hơi miết nhẹ này, đó, ok. Kiểm tra điều khiển luôn,
Ok, có tín hiệu rồi đây này. Ok. Ướp dùng nắp này xong tí nữa tôi xem đúng không? Chỉ bạn về mặt sau của TV nhé. Để các cái cách kết nối các rắc cắm này. Đây là rắc nguồn này. Nguồn, đây là nguồn của TV này. Ok. Đây là nút tắt bật này. Và hai nút điều chỉnh lên xuống. Ok. Một cổng internet, ba cổng, một cổng video. Ở đời này thì đã thấy bỏ hẳn đi cổng component, chỉ còn một cổng video thôi. Một jack AV này, hai jack HDMI. Hai cổng USB. Một cổng tai nghe. Cổng này là vừa để lấy tiếng ra loa đầu dàn. Là cổng này. Rồi, ok. Bây giờ đến phần cài đặt. Rồi. Rồi hỏi cái gì nữa? Xong rồi chị ơi. 0809180 đây chị ơi. Bây giờ đến dựng TV lên này. Nhìn thấy cái ổ cắm của cái ấy chưa? Em cắm rồi. Ổ điện đã hết ổ điện rồi. Em đi giúp tặng đồ ra đấy. Lấy ổ quạt, không giúp ra. Ok. Rồi, đây là giao diện chính khi mình bật TV lên. Hướng dẫn qua bạn bè điều khiển của TV Sony 40W660E nhé. Cũng là Smart TV đấy. Đây là nút kết nối với loa đầu dàn nguồn này, các cái nguồn ví dụ karaoke các thứ. Đấy, đây là tắt bật này. Đây thế đời này có thêm nút YouTube ở trên này. Rất là giống TCL. Nhưng TCL thì có cái rất lâu rồi. Nút Home này. Home để vào internet đấy. Lên xuống trái phải. Vâng. Tăng tiếng giảm tiếng này, lên một kênh xuống một kênh này, im lặng này. Ở dưới này là bộ phím dành cho loa đầu dàn. Và đây là trong Home này thì bao gồm cả menu, gồm tất cả rồi. Bây giờ ngôn ngữ và ngôn ngữ mình bấm xuống này, chọn tiếng Việt. Rồi ok, tiếng Việt này. Đấy. Wi-Fi dò luôn này. Thưởng thức trên đã kết nối này, mình phải đồng ý hết thôi. Đấy, mình muốn dùng internet phải đồng ý thôi. Ở đây thì mình chọn cái gì cũng được. Đấy, thiết lập là không dây này, thiết lập wifi này, wifi thiết lập này. Có dây ở trên rồi không dây này, ở đây mình dùng không dây, mình sẽ không dây này, ok luôn này. Đấy, quét luôn này. 0809180 hả chị? Vâng. Hoàng Bách kia. Cái Hoàng Bách này. Mình bấm này. Bấm luôn mật khẩu này, 0 này. 8 từ đây. 0 này, 8 này, 0 này, 9 này, 1 này, 9 này, 8 này. Mình có thể bấm bằng số ở trên để đến các cái vị trí bất kỳ. Ví dụ như bấm số 4 thì có thể ra chữ G, chữ H, chữ Y và số 4. Hoặc là bấm di chuyển như này,
Đây mình bấm di chuyển xuống số 0 và mình bấm OK. Có hai cách bấm. 08, 09, 09. Vâng, bấm thế nào được ạ? Xong rồi bấm xong thì mình bấm hoàn thành. Rồi, hiển thị mật khẩu cho chắc. OK. Tự động luôn. Bây giờ là cài đặt IP thì cứ để tự động thôi. Proxy server không cần, để không luôn. Bây giờ là chờ TV kết nối mạng. TV đã được kết nối internet thành công thì OK, mình bấm chấp nhận này. À, chọn khu vực mình ở châu Á rồi, Việt Nam rồi. À, vui lòng chính sách bảo mật, đồng ý bắt buộc rồi. Cái để TV tự cập nhật không, mình sẽ để là tắt nhé, tại vì tự cập nhật nó rất cần. Ấy à. Rơi camera đấy. Dừng hình đã. Mình để tự cập nhật rất là bất tiện, tại vì nó sẽ cập nhật lung tung và không theo ý của mình được. Với lại là TV tốt nhất là mình tắt đi, khi nào mình thích thì mình cập nhật bằng tay. Tắt này, bấm tiếp này. Mình để ở nhà, TV này được dùng ở nhà nên là để ở nhà luôn. Mình ở đây chỉ có analog thôi nên mình chỉ để analog. Để digital và analog cũng được nhưng mà mất thời gian, tại vì mình biết chắc mình chỉ có analog thôi. Mình chỉ dò analog thôi. Ví dụ như nếu mà cắm anten dàn ngoài trời thì để digital này. Đây analog, tại vì đây là truyền hình cáp, mình biết thế. Đấy, đây là kinh nghiệm đỡ mất thời gian, analog này. Dò kênh luôn. Sẽ các cái kênh truyền hình của nhà khách thì đã số là 67 kênh thì sẽ là đủ. Còn dưới 67 là thiếu. Dưới 67 thì là sẽ đi dò là cái đủ 67 kênh. Và cứ khoảng 67 là đủ nhé. Ờ, bạn đang xem bài hướng dẫn về TV 40W660E của Sony. Đây là TV mới nhất tại thời điểm hiện tại nhé. Rồi, mình sẽ tạm dừng một chút đã. Rồi, sắp xong rồi. 56 kênh rồi, sắp đủ rồi. Vâng, và TV này có chiều dài là 91cm, 40 inch. Cao, tổng chiều cao của TV là 60cm. Đường chéo là 1.4cm. Không biết là mình chỉ cần biết là chiều dài của nó là 91cm là được rồi. Okay, sắp xong rồi. Rất là lâu. Con tắt hội chú cái nhạc đi tí. Chú tắt hội chú rồi, ok rồi. Sợ cái nhạc đấy lắm. OK, đã xong 67 kênh và chờ nó hoàn thành. Tốt nhất là chờ, đỡ phải làm gì. Muốn bấm dừng luôn thì bấm Z-Tool luôn, quay trở lại luôn. Nhưng thôi, đã hoàn thành. Đấy. OK, và sắp xếp luôn, mình chỉ các bạn cách sắp xếp luôn. Đây, bấm xuống đây. Tìm VTV1 này, V14 này. Bấm nút sang và lên luôn. À mà làm lại từ đầu cái đoạn sắp xếp này nhé. Làm từ đầu đoạn sắp xếp này cho dễ hiểu nhé. Bây giờ mình bấm phím ví dụ mà VTV1 đang là kênh 14 đúng không? Thì mình bấm phím Home này, bấm phím Home trên điều khiển nhé. Đấy, xuống phần cài đặt này. Đấy, xong rồi cài đặt hệ thống này, OK này. Thiết lập kênh này, thiết lập analog này, xong rồi sắp xếp chương trình này. Đấy, vào đây thì mình sắp xếp nhé. Ví dụ 14V1 thì mình bấm nút sang 14, xong mình di chuyển đến kênh 1 này, nút sang xong. Đấy, bây giờ tiếp là kênh 15 là VTV2 này. Đấy, thì sang và bấm lên. Đây sẽ là VTV2. Mình cứ làm thế đến kênh mình thích thôi. Như ở đây là mình sẽ sắp xếp cho sẵn 3 kênh. 26 là VTV3. Không phải rồi, 28 rồi.
đây 28 thì về kênh 3. Thế là mình đã sắp xếp xong 3 kênh. Bạn cứ sắp xếp theo ý thích mình, đến kênh nào tùy thích, bao nhiêu kênh là do bạn sắp xếp hết. Xong, bây giờ bấm quay trở lại này. Bấm quay trở lại xong. Rồi bây giờ vào internet nhé, bạn bấm phím home này. Đấy, tất cả ứng dụng đi. Tất cả ứng dụng này. Trong đây thì có Opera là trình duyệt web đấy. Chat, chip, Zalo, Facebook, cái gì đấy. Đây cũng là Brow này, cũng là trình duyệt web này. YouTube này, Zing này, FPT Play này, xem TV, Internet Online này. Nói chung là đầy đủ tính năng của Smart đấy. Đây, chia sẻ cộng đồng. Rồi, FM các thứ. Đây, YouTube nhé, bây giờ mình vào YouTube này, bấm YouTube, OK. Đấy, xong rồi lên phần tìm ở đây. Ở đây thì bạn có thể xem được video như bình thường rồi. Bạn có thể tìm kiếm một cái video bất kỳ. Đây, tìm cái gì thì lại xem được. TV này có thể cắm được cả bàn phím, cả chuột không dây nhé. Rất tiện cho việc mình tìm kiếm. Không có cái video tên như thế này. Ồ, lạ ghê nhỉ. Tưởng YouTube cái gì cũng có. Rồi đây, đại loại là... Đấy, bạn vào bạn xem cái gì thì xem. Ok, đây là toàn bộ bài hướng dẫn về TV Soli 40W660E. Cảm ơn bạn đã xem. Like và subscribe kênh của mình nhé. Có cái câu hỏi gì thắc mắc thì cứ hỏi bên dưới, mình sẽ trả lời. Cảm ơn bạn.